chia tay huấn luyện viên Chu Xie, VFF không phải đền bù 40 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Chu Xie tối qua. Theo thỏa thuận giữa đôi bên, VFF không phải đền bù toàn bộ phần hợp đồng còn lại của nhà cầm quân người Pháp. Theo nhiều nguồn tin, số tiền bồi thường mà VFF phải trả cho nhà cầm quân người Pháp thấp hơn rất nhiều so với con số 40 tỷ đồng. Cuối tháng 2 năm 2023, huấn luyện viên Chu Xie ký hợp đồng có thời hạn 4 năm. Ông trở thành vị huấn luyện viên nhận lương cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1955 nhận khoảng 60.000 đô la Mỹ trên một tháng. Sau hơn một năm làm việc, huấn luyện viên Philippe Chu Xie không hoàn thành nhiệm vụ ở hầu hết các giải đấu tham dự. Làn sóng phản đối huấn luyện viên Chu Xie dâng cao, đỉnh điểm là trận đấu tối qua trên sân vận động Mỹ Đình. Lần đầu tiên kể từ sau AFF Cup 2004, đội tuyển Việt Nam thua Indonesia với tỷ số 0-3 trên sân nhà. Ngay lập tức, cuộc họp giữa thường trực VFF và huấn luyện viên Chu Xie diễn ra ngay trong đêm. Ông Chu Xie đồng ý kết thúc hợp đồng và chấp nhận mức đền bù hợp lý. Sau khi chia tay huấn luyện viên Chu Xie, VFF được cho là đang tìm kiếm một huấn luyện viên Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để thay.